Sau đây xin giới thiệu đội quân bong bóng, siêu nhân bong bóng. Dẫn đầu là đề nghị siêu nhân Long bay thử coi. Rồi siêu nhân Hạnh, siêu nhân Hạnh giống bị chết chìm quá, giống chim bay bị mắc lưới quá. Siêu nhân Long, siêu nhân Thạch đâu? Lộn, đúng rồi, Thạch. Ủa đứt cánh rồi hả? Đang cầu xuống, em cũng có cánh. Siêu nhân Long Nhung, trời ơi, trời.